Ngày 26 tháng 8, khi đang thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp, phóng viên Alison Parker và Adam Watt đã bị Vester Flanagan, đồng nghiệp cũ của họ, bắn chết. Trước khi chạy trốn, Flanagan đã kịp đăng tải những dòng trạng thái trên trang Twitter cá nhân, ngụ ý tuyên bố mình là hung thủ để đạt được lượt theo dõi cao. Sau cái chết của hai phóng viên này, khoan bàn về sự an toàn của các nhà báo khi tác nghiệp về luật sở hữu vũ khí, rõ ràng hành động của tên tội phạm đã cho thấy mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn thế nào đến cộng đồng. Truyền thông trên mạng xã hội mang đến nhiều điều tuyệt vời. Chúng ta có thể chia sẻ những gì chúng ta thích và kết nối với mọi người. Nhưng hãy nhìn điều gì đã xảy ra. Kẻ sát nhân đã làm như những gì chúng ta hay làm. Đó là thói quen mà chúng ta đang phát triển. Theo bà Wadder, việc quản lý nội dung trên mạng xã hội chính là vấn đề và cần phải bảo vệ người dùng khỏi những nội dung xấu và không phù hợp. Thật kinh khủng nếu một buổi sáng bạn mở tài khoản online và thấy một đoạn video của kẻ sát nhân. Khi tôi nghĩ về mạng xã hội, tôi nghĩ về cách làm sao để người dùng không nhìn thấy điều họ không muốn. Theo thống kê, mạng Twitter đang có sức lan tỏa mạnh nhất, khoảng 8 phút, Facebook là 15 phút một nội dung, sau đó là YouTube. Sau vụ xả súng ở Virginia, một tờ báo của Hoa Kỳ đã bị chỉ trích nặng nề vì cho đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội của hung thủ.